Tôi cũng đã nói từ đầu đây là một cái thử thách rất là khó, bởi vì tất cả những cái bài hát đó thì chúng ta đều quen, rất là quen thuộc. Thành ra đâu đó là chúng ta sẽ có sự so sánh. Anh Đỗ Hiếu nghe cái thì lại nghĩ ngay đến bản gốc. Mà cái tiết mục này ở trên sân khấu Trời Sinh Một Cặp thì nó là một cái bản hoàn toàn khác. Và tôi nghĩ rằng các thí sinh của chúng ta nên tự tin với cái điều đó. Bởi vì một bản solo khác rất nhiều với một bản song ca hai người. Ở đây chúng ta chỉ đánh giá bằng cái thành tựu của chính mình ở trên sân khấu này thôi. So với những phần thi trước chẳng hạn, thì với anh ấy thì những phần thi trước của Trần Vân nó rất là khác. Em rất là tươi tắn và rất là gì nhỉ, rất là chủ động. Đỗ Hiếu nói là có phần tự tin, nhưng anh nghĩ nhiều khi tự tin quá, thành ra là anh vẫn thấy một sự lúng túng hơn so với những cái phần thi trước của Vân. Chỉ đến khi mà cái đoạn rap ấy, thì anh mới thấy đúng là cái Trần Vân mà chúng ta đã từng thấy ở những cái vòng thi trước, nó rất là tự tin, rất là lưu loát. Chẳng nên thao thức em giờ mình chợt hoang mang, mong sao ký ức được gấp lại chờ sáng trang. Yêu trong nỗi nhớ, đời trong nỗi mong, đang phương vương vấn một con số không. Có yêu nhau không? Dạ, chắc chắn là có. Về bên nhau không? Tất nhiên là không. Một lần lầm lỡ nước mắt đang rơi lướt đâu.